Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiêu. Cửa hàng em số điện thoại có kết nối với Zalo 0343 868186 hoặc 0986183445. Điện thoại em có để ở góc trái màn hình nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cô Huê, EK Đắk Lắk. Trước khi vào video thì em xin kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ. Ngày hôm nay cửa hàng em lên sóng cho mọi người con một con máy Đức 7 Sitin MS170C. Con này hàng Đức xuống nhận nha mọi người. Một con máy chuyên sử dụng gia đình hoặc là mọi người về làm cây cảnh, bonsai, làm vườn, cây ăn trái cũng được. Con này nhỏ gọn nha mọi người. Con nặng của con này khoảng nặng đầu không nằm khoảng cỡ 4 kg, nòng 37 ly, dung tích khoảng 30,1 cc nha mọi người. Con này là riêng tất cả toàn bộ phụ tùng. Con này rất dễ tìm nha mọi người. Con này phụ tùng thì thằng Trung Quốc nó đã ra con Sitin 170 mới rồi. Con này là 170 mặt dịch trợ lực. Trợ lực này thì nó to lắm nha mọi người. Nó làm cho con máy nhìn có vẻ là đô hơn, to hơn. 170C có trợ lực. Dòng Trung Quốc thì nó cũng làm ra 170 là không trợ lực nha mọi người. Đồ phụ tùng thì cũng như con này. Nên đồ phụ tùng con này rất là dễ tìm nha mọi người. Em cho mọi người xem kỹ con máy. Nắp xăng, nắp nhớt. Nắp xăng, nắp nhớt đều là nắp vặn nha mọi người. Nắp vặn riêng của nó. Đều là nắp vặn riêng của thằng Sitin nha mọi người. Tất cả đồ ở trong đây, tất cả 100% toàn bộ là đồ riêng. Làm đi theo máy. Làm này là làm đi theo máy nha mọi người. Kể cả xích. Xích về. Xích này thì cũng còn còn cỡ 60-70% nha mọi người. Lăn rất là êm. Tất cả ốp lam còn rất là trắng. Bô inox. Mặt trước của máy nhìn cũng rất là đẹp nha mọi người. Bô cũng in chữ Sitin đó, mọi người thấy không ạ? Công tắc của dòng Sitin thì mọi người cũng biết. Công tắc này thì sử dụng công tắc kép nha mọi người. Có đóng, có tắt, mở, kéo e và cài trợ ga 30%. Tất cả đều nằm ở phần công tắc này nha. Nói con này rất là mới. Đẹp riêng toàn bộ nha mọi người. Em xin test nổ cho mọi người. Do là phần chụp giật trợ lực nên là giật rất là nhẹ, mọi người chỉ cần kéo lên. Con này là riêng toàn bộ, tất cả đều đẹp nha mọi người. Con này khi đi thì em có kèm theo cho mọi người một cái tiếp mở buri và một cái dũa. Con này cửa hàng em để giá 3,3 triệu nha mọi người, bao phí vận chuyển cho mọi người. Em sẽ test khi mọi người chốt, em sẽ test video Zalo cho mọi người
chi tiết cho mọi người xem. Em xin cảm ơn mọi người.